Rồi đèn 2 sáng, đèn 1 sáng và tắt, đã tăng lại. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với chuỗi video tự học lập trình Arduino. Trong bài tập 20 vừa qua, tôi đã hướng dẫn cho các bạn xử lý tín hiệu analog của Arduino để điều khiển bốn đèn LED hoạt động theo các chế độ khác nhau. Trong thực tế, chúng ta không chỉ điều khiển các đèn LED sáng tắt như vậy, mà chúng ta còn phải điều khiển các thiết bị khác như đèn có điện áp 220V, những động cơ có điện áp 24V, 220V hoặc thậm chí những động cơ có điện áp 380V. Như vậy, nếu như chúng ta sử dụng điện áp ngõ ra từ Arduino để điều khiển trực tiếp các thiết bị có các cấp điện áp 220, 380V thì chắc chắn chúng ta sẽ không điều khiển được. Do đó, trong bài tập 21 này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu nối ngõ ra của Arduino với các relay 5V và thông qua các relay này, chúng ta có thể cấp điện áp điều khiển cho các thiết bị 220V, 380V, 24V DC, vân vân. Thì trong bài tập này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu nối ngõ ra của Arduino để cấp nguồn cho một cái module relay 5V. Thì module relay này là một cái module nguồn. Thì cái module relay này là một cái module được cấp nguồn 5V. Thì do đó tôi sẽ lấy nguồn 5V trực tiếp từ Arduino tôi cấp vào cho nó. Thì các bạn có thể là sử dụng các cái nguồn 5V khác đều được ha. Thì trong cái bộ nguồn này chúng ta sẽ có bốn ngõ vào. Bốn ngõ vào này tôi sẽ lấy bốn tín hiệu của Arduino ngõ ra để kích cho các cái relay này hoạt động. Thì các relay này thì mỗi cái relay ngõ ra nó sẽ có ba cái chân, một cái chân cơm và hai cái chân còn lại là một cái chân thường mở và chân thường đóng. Thì tùy theo điều kiện mà chúng ta sẽ đấu vào thường mở hoặc thường đóng. Ví dụ như bây giờ chúng ta kích mức cao làm cho relay này sáng, thì chúng ta kết nối với một kích điểm thường mở thì sẽ điều khiển một cái đèn khác sẽ tắt hoặc mở tùy ý chúng ta ha. Thì bây giờ để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ không lập trình lại mà tôi sẽ sử dụng lại cái code của bài tập số 20, đó là điều khiển biến trở để điều chỉnh nhiệt độ từ 0 đến 100 độ C, điều khiển bốn ngõ ra là bốn cái relay này đó. Do đó tôi chỉ giải thích lại phần code cho các bạn hiểu ha, và tôi sẽ đưa cái phần code của bài tập mà tôi sử dụng trong bài 21 này ở dưới phần mô tả của video, các bạn có thể tải về để tham khảo ha. Còn bây giờ mời các bạn xem lại cái tôi trình bày cái code hoạt động như thế nào, và tôi sẽ đấu dây thực tế cho các bạn thấy, và tôi sẽ nạp chương trình và điều khiển cái đèn LED, điều khiển các cái relay cho các bạn quan sát ha. Rồi, trong bài tập này tôi sẽ copy cái code của bài tập số 20 và tôi sẽ mang qua cho cái bài tập số 21 này, và tôi sẽ đưa cái phần code này vào trong cái phần mô tả của video, bạn có thể tải về để mà mình nạp vào mình theo dõi các bạn ha. Rồi tôi sửa lại là code của bài 21. Rồi trong cái phần code này tôi sẽ sử dụng các cái chân, đó là chân 7, 8, 9, 10 làm các cái chân ngõ ra để điều khiển bốn cái relay. Chân A0 là đọc tín hiệu từ con cảm biến ngõ vào. Rồi trong phần setup tôi sẽ thiết lập serial 9600 để khai báo analog. Các cái chân LED 124 là ngõ ra. Rồi tôi có bốn chương trình con, năm chương trình con. Chương trình con thứ nhất là làm cho cái đèn tắt hết ha. Chương trình con thứ hai sẽ làm cho cái đèn một là sáng. Chương trình con thứ ba làm cho đèn hai là sáng. Chương trình con thứ tư là làm cho đèn 3 sáng. Chương trình thứ năm là làm cho đèn 4 sáng. Và chương trình chính của tôi là cái hàm đọc tín hiệu analog từ chân A0. Sau đó tôi sẽ thực hiện in lên cái monitor. Tiếp theo là sẽ chuyển đổi cái giá trị analog này thành cái nhiệt độ. Và cái nhiệt độ này sẽ được quy đổi là từ 0 đến 1023 thành 0 đến 100. Tiếp theo tôi sẽ in ra chữ nhiệt độ. Và bây giờ tôi sẽ làm cái hàm kiểm tra, nếu như nhiệt độ nhỏ hơn 30 thì sẽ gọi chương trình con thứ nhất. Ngược lại như nếu nhiệt độ nằm trong khoảng từ 30 đến 50 thì sẽ gọi chương trình con thứ hai. Ngược lại nếu nhiệt độ nằm trong khoảng 50 đến 60 thì sẽ gọi chương trình con thứ ba. Ngược lại nếu nhiệt độ lớn hơn 60 và nhỏ hơn 80 thì sẽ gọi chương trình con thứ tư. Và cuối cùng là tôi sẽ gọi chương trình con thứ năm. Và bây giờ tôi sẽ đi
đấu dây cho cái module Arduino và cái module relay 4 kênh để cho các bạn cùng tham khảo. Chào các bạn, bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược về cái module relay 4 kênh. Thì cái module này á là chúng ta sẽ phải cấp nguồn DC trừ và DC cộng. DC cộng DC trừ ở đây nghĩa là chúng ta có thể lấy nguồn 5V bên ngoài, hoặc chúng ta có thể lấy nguồn trực tiếp từ cái module của con Arduino để đưa vào đây cấp nguồn cho cái module này hoạt động. Chúng ta sẽ có bốn cái chân. Bốn cái chân in này sẽ nhận tín hiệu trực tiếp từ ngõ ra của Arduino. Ví dụ như bây giờ chúng ta xuất tín hiệu ra ngõ ra Arduino chân số 7, 8, 9, 10 thì chúng ta sẽ nối vào bốn chân này. Thì chỉ cần chúng ta kích vào thì cái ngõ ra của relay này sẽ được hoạt động. Bên cạnh đó chúng ta còn quan tâm là cái ngõ ra của Arduino á, sẽ được kích ra cho cái relay này hoạt động là mức thấp hoặc là mức cao. Ví dụ như bây giờ nếu như chúng ta xuất ngõ ra của Arduino là 5V và mong muốn cái relay này hoạt động thì chúng ta phải thực hiện kết nối cái zoom, các cái zoom này nha. Thì cái zoom này nó sẽ cho phép chúng ta lựa chọn là kích mức cao hoặc là kích mức thấp đó. Thì các bạn có thể là tháo ra nè, các bạn có thể tháo ra và các bạn nó gắn lại ha. Đó, thì ở đây tôi chọn là kích mức cao, tức là 5V sẽ làm cho cái relay này hoạt động. Đó. Rồi, khi các bạn kích vào có tín hiệu thì sẽ làm cho cái relay hoạt động. Thì khi mà relay hoạt động á, thì chúng ta sẽ phải quan tâm các vấn đề sau đây. Ví dụ như bây giờ tôi kích một xung làm cho cái con relay này hoạt động đi. Thì bây giờ chúng ta thấy ở đây nó có ba chân. Ở đây là chân COM. Chân COM tức nghĩa là chúng ta sẽ cấp cái chân nguồn vào nó, nguồn dương, nguồn âm từ các bạn ha. Ví dụ như bây giờ chúng tôi muốn cấp cái nguồn 220V để đóng cho một cái bóng đèn 220V. Thì bây giờ tôi sẽ đấu cái chân nguồn dương của nguồn 220V vào cái chân COM này. Thì chúng ta sẽ để ý cái chữ NO và NC. Thì khi mà con này có điện thì sẽ làm cho các tiết điểm thay đổi. NO là viết tắt của chữ thường mở, NC là thường đóng. Như vậy khi mà con này có điện thì làm cho cái nguồn cấp cho cái bóng đèn ấy, hoạt động thì chúng ta sử dụng cái NO. Nghĩa là bây giờ một cái chân nguồn dương cấp vào đây và cái chân này là sẽ đi ra là nguồn dương. Như vậy cái tiếp điểm này đóng lại thì sẽ cấp nguồn cho cái thiết bị bên ngoài hoạt động ha. Thì bây giờ tôi sẽ đi tiến hành đấu nối bốn cái ngõ vào của Arduino vào cho bốn cái chân tín hiệu này để chúng ta điều khiển xem bốn cái relay hoạt động như thế nào ha. Thì bây giờ chúng ta không cần phải đấu các cái điện trở để giảm áp như cái đấu cái con đèn led bài tập trước nữa, mà chúng ta chỉ cần là đấu trực tiếp các cái ngõ ra của Arduino thẳng vào các cái chân input này luôn. Vì ngõ ra này là 5V mà cái ngõ các cái chân kích này cần cái điện áp 5V thì mới kích được. Đó, do đó thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đi đấu dây và chúng ta sẽ nạp chương trình của các bài tập 20 điều khiển analog cho bốn cái đèn led, thì tôi sẽ điều khiển bốn cái đèn hoạt động ha. Rồi mời các bạn cùng theo dõi. Tôi sẽ tiến hành đấu dây cho các cái thiết bị ha. Thì tôi sẽ đấu cái nguồn là dương và âm và bốn cái chân vào cho cái module này ha. Rồi tôi sẽ đấu luôn. Bây giờ tôi đã đấu dây xong cho cái module Arduino và cái relay. Bây giờ tôi sẽ đi tiến hành biên dịch và tôi nạp code vào cho cái chương trình và chúng ta sẽ quan sát thêm chương trình nó sẽ hoạt động như thế nào các bạn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra bằng cách là tool, port Arduino và port của tôi là COM3 và tôi biên dịch. Rồi tôi sẽ tiến hành nạp code vào cho nó. Rồi các bạn thấy là đèn của Arduino nó chớp ha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ bật cái monitor lên xem hiện nay cái điện áp là nó đo được bao nhiêu. Hiện nay các bạn thấy là không rồi các bạn ha, không này nha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đi điều chỉnh cái biến trở và các bạn quan sát ở trên cái màn hình và quan sát cái
các cái relay xem nó thay đổi được giá trị gì không nha. Để tôi sẽ điều chỉnh, tôi sẽ tăng dần cái giá trị của nhiệt độ. Bây giờ là trong khoảng là từ 30 đến 50 là đèn một sáng. Các bạn thấy ha, ở đây là đèn một sáng các bạn ha. Đó, đây là đèn một sáng nè. Rồi, tiếp tục, nếu như chúng ta điều chỉnh là từ 50 đến 70, đèn hai sáng ha. Rồi tiếp tục là bao nhiêu ta? Tiếp tục là 61 đến 80. 61 đến 80 thì cái đèn số 3 sáng. Đó, 63 đèn số 3 sáng. Và còn lại là lớn hơn 80 thì đèn số 4 sáng. Đó các bạn thấy ha. Rồi bây giờ tôi sẽ điều chỉnh lại ha, điều chỉnh lại. Rồi, đèn 2 sáng, đèn 1 sáng và tắt. Đã tăng lại. Đó, thì trên cái module relay này các bạn, ở đây nó có 3 chân này các bạn ha. Mỗi con relay này nó có 3 chân. Thì có một cái chân cơm là bạn cấp nguồn vô là dụ như dương. Thì khi bạn kích nó có điện thì cái chân NO nó sẽ đóng lại. Thì nó sẽ kích ra chân dương thì bạn đấu với cái đèn 220V, 24V đều được. Đó ha. Rồi, như vậy là bài tập mà chúng tôi hướng dẫn cho các bạn đấu dây cho Arduino để điều khiển cái module relay. Đến đây là xong. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Rồi trong bài tập tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình và mô phỏng tín hiệu analog ở trên phần mềm Proteus mà chúng ta không cần có Arduino thực tế như thế này ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.